Thả ra, thả ra. Xem nha, bí mật nha, mọi người không kể cho ai nghe nha. Trời ơi, này bí mật lắm á. Đó, đây nè, tên tên đây là phim Tết Cool 2020. Rồi thì bây giờ Bảo Ngọc đóng trong một cái vai kiểu dạng như là Ricky các mọi người. Ricky các mọi người. Ricky các mọi người. Là mình phải cần giống như là mình phải cho một cái gì cho nó đẹp đẹp xíu. Thì ở đây Bảo Ngọc có đem nguyên một cái bọc phụ kiện. Đúng vị trí đi, chú chỉ cho nè. Mọi người ơi, Ngọc đang đứng canh khung. Các bạn ơi, ở đây có ai thấy cặp đôi dưa giấy nào ở đây không ta? Ở đâu, 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 đâu. Ôi, sợ quá đi. Trời ơi, sợ quá à. Sợ xỉu ngang luôn. Cậu bị câm hả? Sao nãy giờ không nói gì trơn vậy? Hay là bọn trời ơi, muốn uống đúng không? Nè lấy đi. Cậu quá đáng lắm rồi nha. Lấy đi. Rồi, vô hả? Tao mới nói là nghèo mà bày đặt làm chi? Nghèo mà đặt chảnh. Nghèo mà bày đặt chảnh. Quay lại, đi thôi. Đi thôi. Không có ai tiểu thư giàu có mà cho cái tay vào trong đó hết á. Rồi nè. Nghe mà đặt cảnh xong nha. Rồi nè, nói đi thôi, đặt tất cả mọi người. Đang gà. Nè, đi qua ăn cái nha, đi qua nha. Đang buồn. Đi qua cũng giữ luôn, đi qua cũng giữ hắt luôn. Hay, hay luôn. Làm chi? Đừng xong ra vậy. Trời ơi, bây giờ mình được ôn lại kỷ niệm xưa làm chi mọi người ơi. Nó là gấu mà cứ kêu phong hoài vậy. Tránh dạ, ra kìa mọi người. Rồi quay qua lại nè, dì dằn lên nè. Giờ không tránh thì sao? Làm gì tao? Kiểu vậy. Rồi giờ tao không tránh. Bây giờ không. Rồi giờ không tránh á, làm gì nhau? Mọi người ơi, ở đây có ai thấy cái cặp đôi dơ giấy nào ở đây không ta? Ở đâu? Có ai thấy không? Thấy không? Nè, cầm lấy đi muộn. Thường ngày không có đâu muộn. Cậu tránh ra cho tụi tớ đi. Trời ơi, tránh ra cho tụi tớ đi kìa mọi người. Trời sợ quá hả? Sợ, trời sợ xỉu ngang luôn á. Rồi giờ không tránh á, làm gì tụi này? Còn Bảo nữa, cậu không nói gì hết trơn vậy? Bộ bị câm hả? Hay là muốn uống sữa? Nè, cầm lấy mà uống đi. Cậu quá đáng lắm rồi nha. Người ta nói á, nghèo hay xui lắm, mà có xui á cũng ráng mà chịu nha. Tụi mình đi. Nếu nó mất trời bao nhiêu thằng cô mãi xa, sẽ không khóc để quay xưa lấy ân tình của chúng ta.
tại vì lúc đó bên đó chị Thơ đang viết xong, cái em tức lên là mình làm sao các bạn mấy con ra hết để cho chú gửi nè. Mọi người ơi, Ngọc Rảnh có gì làm tụi con cũng tính ra hết luôn. Hả? Thả ra, thả ra. Thả ra. Mọi người phải tranh thủ cái phần đoạn này kiểu không có cần mặt Ngọc á, xong Ngọc ra Ngọc ăn. Có 10 cái trứng cốt bằng Ngọc ăn hết trơn. Có 10 cái trứng cốt bằng Ngọc ăn hết trơn. Mọi người ơi, bây giờ sẽ là một cái phân cảnh là giống như là Bảo Ngọc và chị Thơ sẽ kết nối tình bạn lại với nhau. Đoạn trước đó là kiểu gây lộn không mọi người. Ngọc chặn đường chị Thơ rồi kiểu như làm sung lắm. Làm như là muốn bay vô xử chị Thơ luôn. Nhưng mà bây giờ sẽ kiểu như là kết nối tình thương chị em. Trời ơi, tóc hôm nay đẹp quá à. À quên, đâu phải hôm nay đẹp đâu, mà ngày nào Thơ cũng đẹp hết trơn á. Vừa đẹp nè, thông minh, học giỏi nữa. Tuyệt vời. Ở cái trường này không có ai bằng mình hết. Mình là học giỏi nhất và xinh đẹp nhất trường luôn. Đúng rồi, Thơ tiểu thư còn thông minh nữa. Mọi người ơi, đằng sau lưng Bảo Ngọc có cô Diệp Hương kìa. Phải im lặng tối đa. Mình đang quay, mình mà la lên một cái là bị chửi. Cũng đã quan sát được cái hành trình mà một ngày mà Bảo Ngọc đi quay những cái tập phim full như thế này. Nói không mệt thì cũng đúng, mà mệt thì nó cũng đúng, nhưng mà mệt nhưng mà mình vui. Vì khi nếu mà mình mệt á thì có công mà sắc hơn ngày lên kia, mà mọi người mình đẹp cho cái shot hình đó và mình lên thì mọi người sẽ coi và mọi người sẽ chấm. Trời ơi, thật tuyệt vời, thật là xuất sắc. Nói chung là cũng muốn quay thật tốt để cho tất cả mọi người xem và tất cả mọi người sẽ yêu Bảo Ngọc nhiều hơn. Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chú Tô. Mọi người đang bánh kem bên bỏ ngoài trời rồi mọi người. Chú đợi gì? Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đã theo dõi hành trình ngày hôm nay mà Bảo Ngọc một ngày đi quay phim cool như thế nào. Và mọi người hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube Lê Huỳnh Bảo Ngọc. À, đừng quên nhấn vào cái chuông nữa nha. Thôi bye bye, hẹn gặp lại, see you again.